Vâng, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Đồ Gỗ. Và trong ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ đôi chút kinh nghiệm về cái nhược điểm cũng như là ưu điểm của cái hàng long khung các bác nhá. Cái nhược điểm của hàng long khung là hàng quá mỏng, cũng như là cái xà dưới thì hoàn toàn là ít các bác nhá. Cái hàng long khung này mà ván nó mỏng mà lại xà thì khi mà các cơ sở khác mà làm xà thì rất chi là ít và không đủ để chịu được lực các cái lực lắc mà khi chúng ta ngồi hoặc là khi chúng ta dẫm lên. Và cái thứ ba là không đủ kích thước khi mà chúng ta cưa. Đấy, khi mà các cơ sở mà các cưa ấy, mà không đủ kích thước, mà ví dụ mà báo với các cơ sở các bác là ví dụ như là khuôn 4/2, khuôn 1, khuôn 3 và 1/5 mà các cơ sở khác chỉ cưa đúng là khuôn 3 ở ngoài thì đúng là khuôn 3. Còn khuôn 1/5 thì họ sẽ cưa từ khoảng là 1/1 đến khoảng 1/2. Thì là cái thứ nhất là tiết kiệm được cái chi phí gỗ. Cái thứ hai là tiết kiệm được những cái giá thành. Đó. Cái cách thứ ba là cái cách đo ván. Đo mà khi chúng ta đo ván là chúng ta sẽ dùng những cái thước chúng ta đo. Đấy, chúng ta dùng cái thước chúng ta đo. Và ở trên này, ví dụ ở đây thì em đang có một khuôn tranh là khuôn tranh 4, còn ván mặt là ván mặt 2/2. Khi chúng ta đo thì chúng ta sẽ yêu cầu các cơ sở đó phải lật gầm lên cho chúng ta, cho cái thước vào và đo xem có đủ 2/2 không. Nếu mà đủ 2/2 thì đó là hoàn toàn là cưa chuẩn các bác nhá. Còn cái khe bám bụi bẩn ấy, là những cái khe này. Đấy, cái hàng long khung rất chi là cái độ khi mà bên cơ sở làm được những cái phần như này thì hoàn toàn những cái phần cưa như này ấy, để cho gỗ nó cũng thở co ngót cũng như là co ngót và thở ra đấy thì rất chi là bám bụi và rất chi là bất tiện đấy các bác ạ. Còn cưa như này ấy, thì chắc chắn là không thể tránh được bụi rồi, nên là chúng ta phải vệ sinh hoặc là dùng những cái chai xịt bụi bẩn để có thể là bảo vệ cũng như là bàn ghế của ta chúng ta lúc nào cũng bóng bẩy hơn các bác ạ. Còn cái thứ năm em muốn giới thiệu với tất cả các bác là thẩm mỹ xấu. Cái thẩm mỹ ở đây thì là một cái hàng mặt tràn và một cái hàng không mặt tràn và hàng không khung. Cái thẩm mỹ của nó thì hoàn toàn là những cái thẩm mỹ đấy thì những cái thẩm mỹ đó thì nó hoàn toàn là rất chi là xấu, cũng như là cái hàng long khung này thì chuẩn ra mà nhìn nó những cái đường vân nó không được liền lạc cũng như là nó rất chi bám bụi. Còn cái nhược điểm còn cái ưu điểm là cái giá rẻ và cái giá rẻ của bộ sản phẩm, cái giá thành nó sẽ rẻ hơn là hàng mặt tràn. Còn cái thứ hai là cái độ co ngót tốt các bác ạ, độ co ngót tốt và luôn luôn là chúng ta sử dụng thì luôn luôn là thoải mái. Còn cái thứ ba là không bị đứt lẻ đấy. Còn cái thứ ba là cái không bị đứt lẻ thì chúng ta sử dụng về lâu về dài không bị đứt lẻ như cái hàng mặt tràn. Nếu như mà các cơ sở nào mà không có cái chế độ gọi là bảo hành hoặc là trong khi cái quy trình mà hoàn thiện cũng như là dựng mộc lên mà không qua những lớp tẩm sấy thì không bao giờ là hàng nguyên khối, thì không bao giờ là tránh được nứt lẻ rồi. Nứt dăm thì không nói nha con nhá. Còn nứt xé những cái miếng to ấy thì các bác phải đề phòng các bác ạ. Còn cái giải đáp, còn cái giải pháp em muốn giới thiệu với tất cả các bác là phải khi chúng ta đi đặt hàng thì chúng ta phải đặt những cái hàng dày lên. Đặt hàng dày lên để làm sao để cho gỗ luôn luôn là có ngót tốt cũng như là ngồi thì luôn luôn là chắc chắn các bác ạ. Đấy, để gỗ thật là khô là cái thứ hai. Để gỗ thật và cực kỳ là khô để các bác có thể sở hữu cũng như là chúng ta dùng từ 15 năm, thậm chí là 20 năm thì những cái gỗ đó, co ngót đó thì không bao giờ bị làm sao, bởi vì chúng ta đã được tẩm sấy qua. Đấy, còn hàng long khung sẽ phải làm sâu hơn. Đấy, long khung thì sẽ phải làm sâu hơn từ những cái phần mộng mạc cũng phải làm sâu hơn, cũng như là những cái phần hoàn thiện lên thì luôn luôn là phải tinh kỹ. Phun là phun toàn bộ là phải phun từ những cái phần trong này. Đây, phun là phải phun kỹ như này thì những cái lớp sơn đó thì hoàn toàn là chống được những cái tác động bên ngoài. Phải đặt, cái thứ tư em muốn giới thiệu với tất cả các bác là phải đặt nhiều thang. Ví dụ như một cái đoạn hay một cái ghế đơn thì chúng ta phải ít nhất từ 2 đến 3 cái thang. Còn chiếc đoạn thì từ 8 đến 9 cái thang để có thể chắc chắn.
Đấy. Còn cái thứ 5, cái giải pháp cuối cùng là muốn giới thiệu với tất cả các bác là tìm những cái mẫu mã, tìm những cái mẫu mã và tham khảo về những cái sản phẩm để có thể là lựa chọn ngoài căn phòng khách nhà chúng ta và lựa chọn các cái cơ sở là uy tín. Cái video mà chia sẻ của em này, nếu mà các bác thấy hay thì dành tặng cho em Về Di Lạc một nút like, một nút đăng ký kênh để có thể nhận được những cái thông báo mới nhất từ bên cơ sở em. Địa chỉ cơ sở em ở đối diện công ty này ra thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Cơ sở em thì rộng đến 10.000 m², vừa khâu sản xuất vừa khâu trung bình hàng. Đây là các bác có thể là thoải mái tin dùng và tự tin những cái phần bộ sản phẩm mà nhà mình sở hữu các bác nhá. Và cái video của em sẽ phép được kết thúc tại đây và chúc tất cả các bác một buổi xem video mạnh khỏe, bình an các bác nhá. Xin chào.